Con Tum và chạm với ô tô khách, hai vợ chồng đi xe máy tử vong. Theo thông tin từ trạm cảnh sát giao thông huyện Ngọc Hồi, trên địa bàn huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ. Khoảng 16 giờ ngày 27 tháng 9, ô tô khách biển kiểm soát 47B-02896 do Ngô Thanh Vi, sinh năm 1979, trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển, lưu thông theo hướng Đắk Lây, Phước Sơn. Khi đến km 1429+430 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đắk Pét, huyện Đắk Lây, ô tô khách đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 82N1-06399 do anh Abel, chưa rõ nam sinh, điều khiển, chở theo vợ là chị Y Phiên, sinh năm 1972, cùng chú thôn Dên Prong, xã Đắk Pét, huyện Đắk Lây, di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh Abel, chị Y Phiên tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, lao xuống rãnh thoát nước bên đường, xe khách bị hư hỏng phần đầu. Ngay sau khi nhận được tin báo, trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi đã đến bảo vệ hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông. Hiện, vụ việc đã được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Đắk Lây tiếp tục điều tra, xử lý.